để người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng, giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, nâng cao chất lượng dân số là mục tiêu lâu dài của ngành y tế. Tuy nhiên, tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phúc Yên, vấn đề về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ người bệnh vẫn còn là một bài toán thực sự khó khăn. Bệnh viện Đa khoa thị xã Phúc Yên hiện có hơn 100 cán bộ y bác sĩ, nhân viên. Với quy mô 70 giường bệnh, nhưng đến nay, để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, số giường bệnh tại bệnh viện đã lên đến hơn 100 giường. Bệnh viện Đa khoa thị xã Phúc Yên là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhưng trong những năm qua, bệnh viện vẫn chưa có địa điểm chính thức. Các khu vực hành chính, khu vực khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú phải đóng nhờ ở những nơi khác nhau. Trong đó, khu vực điều hành và điều trị nội trú được kết hợp đóng nhờ tại trạm y tế phường Trưng Trắc, thị xã Phú Yên. Khu liên khoa khám chữa bệnh đóng tại phường Hùng Vương. Cơ sở 2 của bệnh viện đóng tại trạm y tế phường Xuân Hòa. Hầu hết các cơ sở trên về hạ tầng đều chưa thể đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, gây ra nhiều khó khăn cho cán bộ, nhân viên bệnh viện cũng như người dân khi tới khám và điều trị tại bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa thị xã Phúc Yên thì hiện nay là tính đến nay đã được thành lập gần 4 năm. Thế nhưng mà hiện nay thì cái cơ sở vật chất của bệnh viện đang rất là phân tán ở 3 cái địa điểm mà rất là cách xa nhau. Nhưng mà cái này nó ảnh hưởng rất lớn cái vấn đề khám chữa bệnh của bệnh nhân, về vấn đề ảnh hưởng đến cái khó khăn cho bệnh nhân đối với trường hợp mà bệnh nhân phải đi lại nhiều nơi, đi lại nhiều lần rồi thì nó không tập trung và sau đó phân tán ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh cũng như là cái phân bổ cái nguồn lực của bệnh viện là hiện nay là chia ra làm 3 đơn vị, thế do vậy là cái nguồn lực của bệnh viện cũng phải chia ra cho nó không tập trung. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã khám và điều trị cho trên 22.000 bệnh nhân, đạt 60% kế hoạch năm. Tuy nhiên, do bệnh viện bị phân tán, chia nhỏ thành 3 nơi khác nhau, nên bệnh nhân còn gặp khó khăn trong quá trình điều trị là không tránh khỏi. Có nhiều bệnh nhân phải di chuyển nhiều cây số từ nơi khám chữa bệnh tới nơi làm các thủ tục giấy tờ nhập, xuất hay chuyển viện. Các cán bộ, nhân viên phải di chuyển nhiều, không tập trung, vấn đề quản lý nhân lực, vật lực gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong việc vận chuyển các trang thiết bị, máy móc, vật tư y tế. Phòng khám bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên thì như anh chị biết là được đặt trên một địa bàn thị xã, lượng bệnh nhân đến khám của chúng tôi cũng khá là đông. Tuy nhiên rằng cái khó khăn lớn nhất của chúng tôi là cái cơ sở vật chất của chúng tôi là chưa có trụ sở đại diện. Chúng hiện tại đây là kể cả từ bên phòng khám đa khoa khu vực này, bên phòng khám trung tâm này và khu điều trị nội trú đều phải ở nhờ. Cái cơ sở trang thiết bị thì phòng ốc vì là ở nhờ cho nên là nó rất là chật chội, không đáp ứng được cái nhu cầu của bệnh nhân cũng như là cái sự phát triển, nhu cầu muốn phát triển kỹ thuật của cán bộ công nhân viên. Việc thiếu thốn trên của Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Yên làm cho người dân nơi đây chưa thực sự hài lòng. Các hạng mục công trình phục vụ công tác khám chữa bệnh chưa đảm bảo chất lượng, nhiều chỗ còn chắp vá, độ an toàn không cao. Khu nội trú, khu khám bệnh chật hẹp, ngột ngạt, rất khó khăn trong công tác khám chữa bệnh. Tôi là bệnh nhân, nằm ở trung tâm này, thứ nhất là về thái độ phục vụ của y bác sĩ là rất nhiệt tình, tốt với bệnh nhân và rất chú đáo. Còn về tinh thần là về vật chất thì vẫn còn thiếu so với các cái bệnh viện khác. Đấy, còn nghèo nàn, còn chưa đầy đủ trang thiết bị để cho bệnh nhân được yên tâm điều trị tốt hơn. Yêu cầu là tôi có ý kiến yêu cầu là với các cái ban lãnh đạo, các cấp ban ngành quan tâm đến bệnh viện và đồng thời cũng đầu tư và giúp đỡ bệnh viện tốt hơn. Để đáp ứng nhu cầu đổi mới và phát triển của ngành y tế, thì việc quan tâm, đầu tư, nâng cấp, khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất khám chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Yên là một việc làm cần thiết, đáp ứng lòng mong mỏi của tập thể cán bộ y bác sĩ bệnh viện cũng như nhân dân địa phương trong nhiều năm qua.